Đây là nhà của ông cậu Năm, là ông cũng như hồi xưa tới giờ là ông làm thiện nguyện lâu rồi. Rồi bây giờ ông cũng có làm từ ông từ ở chùa Ca Du cũng cũng bao nhiêu năm hả Dũng? Hả? 14 năm. Rồi ông cũng qua đời có mấy năm rồi? Năm nay là 3 năm. Ông qua đời 3 năm rồi, bây giờ còn con với dâu với còn bà mợ trong gia đình. Làm thiện nguyện bữa bữa rằm tháng 7 là bữa mấy tay bữa bữa rằm tháng 7 là bữa bữa mấy tay bữa 22 tay dương lịch là rằm tháng 7 là âm lịch của mình là 22 tay dương lịch. Có làm bên, có làm bánh mì làm, cho bánh mì cho từ thiện. Bánh mì cho từ thiện. Cái món này là mắm ruột ha Thím Dũng. Này là mắm ruột ha. Mắm ruột rồi cái này là củ cải. Củ cải trộn mắm ruột nè rồi. Cái này là bánh mì chay hay gì? Mì chay. Mì chay. Cái này là dưa dưa leo mình cũng làm dưa chua vô mắm ruột ha dạ. Thím Dũng. Rồi với tàu hũ này là tàu hũ cộng ha. Dạ. Này giờ tàu hũ cộng là mà bữa gầm là mà bắt đầu có mình để cho 600 mẫu. Cái này là bữa nay. Bữa nay là mình chuẩn bị ha, bữa chuẩn bị đồ chuẩn bị, để bữa gầm mình cho nè. Đồ nè. Dạ. Mình làm những đồ là dạ. Bữa gầm mình để phát cho bà con. Rồi đang nấu cái đó là nấu gì coi bảy? Nấu tàu hũ. Tao lại coi bảy là lại coi kìa. Tàu hũ ha. Cái này là tàu hũ này mình nấu mình nấu. Vừa bán mà vừa cho. Vừa bán cho luôn cho luôn. Cái này là mình khuấy nước này nữa mình ra khuôn để thành miếng. Dạ. Đây là đây thành miếng. Đây. Trước khi đấy là nó xay bột. Xay bột. Xay bột xong. Xong rồi mới bắt lên là nồi là nấu. Dạ. Rồi nấu xong rồi đó, lâu nấu xong rồi mới đổ ra ngoài là nồi riêng. Ra nồi mới vô. Vô khuôn. Nêm nước muối. Nêm nước muối xong rồi đợi khoảng cỡ nửa tiếng, nửa tiếng nó cho nó đặc. Cũng như cho nó tẩu nó đặc lại. Rồi mới múc ra khuôn. Múc qua khuôn xong rồi mới dặn lại dặn cái này. Dạ này là bỏ vô dặn dặn ha. Rồi qua lâu mình mới lấy ra thành miếng. Nửa tiếng mới lấy ra. Cả nửa tiếng rồi mới lấy ra mình làm thành miếng. Đây là xong rồi đấy ha. Này là nửa đổ qua khuôn. Nửa đổ qua khuôn. Cái này là nửa đổ qua khuôn nha, tàu hũ. Tàu hũ này là mình vừa bán mà vừa cho luôn là bữa gầm đó ha. Ngày bữa gầm luôn á. Là bữa 22 tây âm lịch rồi bữa gầm tháng 7. Cái chỗ này của mình là thường là mình cho từ thiện là bao lâu cho một lần chút? Cũng như là gần tháng 7, gần tháng 10. Dạ, gần tháng Giêng có cho không? Như lễ 18 tháng 5. Dạ. Lễ 18 tháng 5. Là một năm mình cho 4 lần. Một năm mình cho 4 lần từ thiện. 4 lần. Dạ. Là cái này là cái gốc của ông Năm là làm thiện nguyện từ hồi mười mấy năm nay tới giờ. Dạ. Hôm nay tới giờ. Đây là ra khuôn ha, tàu hũ này ra khuôn rồi nè. Tao đâu chú cắt cho con nè. Cái sữa đậu nành là em năm nào như chùa này là em cho năm số thùng không? Dạ. Với tàu hũ. Là mình năm số thùng đem đâu cho hả? Mình cho chạy về đường mình cho hả gì? Đem sữa đem xuống chùa cho. Đem xuống chùa Ca Du. Dạ, ở đây là mình từ thiện mình cho xuống chùa Ca Du chứ không là ở đây là khu vực Long Thành. Không, ở đây thì cũng như lâu cho. Ở đây là khu vực Long Thành tổ 17 phải không? Tổ 19 hả? Ở đây là tổ 19. Dạ dạ. Khu vực Long Thành tổ 19 là phường Long Hưng. Là ngay đây là gọi là gần dàm sổ lát. Dạ. Kế vật liệu của anh Minh Hiền. Là chủ nhà này là người trai là làm chuyên làm tàu hũ là anh Dũng con của ông cậu làm thiện nguyện mấy chục năm rồi đó. Dạ. Ông Năm chùa. Dạ. Ông Năm kêu là gọi là ông Năm chùa ở Ca Du. Dạ, dạ. Mình cho mà bánh mì là mình cho bánh mì chay hả? Cho mì chay. Dạ, dạ. 600 mỗi mì ha. 600 mỗi mì là bữa. Dạ, đẹp ha. Đây là tàu hũ là đẹp quá. Dạ. Miếng này mình ra mình bán nhiêu chú? Miếng này bán thì 3.000 miếng. À, còn mình chiên? Chiên thì bán 3.500. À, chiên 3.500 ha. Dạ. Ngon quá. Tận mắt thấy cái quy trình làm tàu hũ luôn.
Một khuôn như vậy nó ra được là 42 miếng. 42 miếng. Một khuôn là được 42 miếng tàu hũ ha. Một miếng là 3.000. 3.000. Dạ. Nó tự công đoạn vậy đó. Dạ dạ. Thì mình phải quay từ công đoạn của nó. Dạ dạ. Là quay bởi vì phải quay ha, đâu quên cái vụ này. Rồi tính chạy vô chùa. Vô chùa rồi mấy bà chùa không cho quay. Trong chùa trống á. Thí dụ giờ thí dụ mấy bà cho một năm là bao nhiêu? Đặng mình đưa lên cộng đồng mạng là thí dụ người ta ở xa người ta gửi về. Năm thì cho bốn cái lễ đó. Cũng yeah. Như lễ 18 tháng rồi, rồi mình hỏi cái bà không cho, bởi vì bà cũng giỏi thôi. Thí dụ rồi bữa nào mấy cô cho con. Thí dụ giờ đông cách xa là mình đứng xa mình cho, mà tụi này quay thì mình cứ quay ở xa. Yeah. Ở đâu gì đâu mà. Tự mình tổ chức ha. À, đây là quy trình để làm tàu hũ nè, nghe quý cô chú anh chị. Cho chứ chùa nó người ta cho nhiều đó anh đây. Dạ. Ừ. Chứ ở đây thì như mình đâu có cho nhiều. Em cho 4 thùng, 5 thùng đó. Sữa gì nè, cũng cho thùng bự vậy đó. Là cho 4, 5 thùng. Là đó. Mình vô bọc vô thùng giấy ha. Vô thùng bự vậy đó, bắt đầu đem dưới chở dưới. Thùng bự là thùng nào đó? Dạ. Can 30 lít. Can 30 lít ha. Ừ. Can 30 lít. Mình cho sữa ha, sữa đậu nành với chùa là can 30 lít là cho 4 can. 4 can. 4 can là 4 can hoặc 5 can, mấy bà xin mấy can thì cho mấy can. Là 100 lít đó, 120 lít. À. 120 lít 4 can. 4 can là 80, can 20 lít. Can 30. 30 can 3 ha. Ờ can 30. 120 lít là cho 4 can 5 can hoặc ai ai muốn cả người cho hả? Cho này không cho chùa này thì cũng cho chùa ở chùa ở phải luôn hết vậy. Trong chùa phải luôn. Chùa Phú Luông, Phú Luông, chùa Đình Phú Luông, Đình Phú Luông. Cho thùng cho 50 tờ hũ vậy đó. Dạ dạ. Cũng như chia đó ha. Chia ra. Cái này là nguyên liệu để mình chuẩn bị làm 600 ổ bánh mì ha. Nguyên liệu làm 600 ổ bánh mì. Dạ. 600 ổ bánh mì mình cho từ thiện, mình cho là mình người ta đến hay mình đem đi mình phát. Cái dạng kêu ta lại đấy. À đúng rồi. Mình... như là cho người 50 ổ người ta chia như cái người quen quen ở đây nè. Dạ. Kêu ta đem đi cho chỗ nè. Đây nè quý bà con coi đây nè, bây giờ này làm những bánh mì nè. Dạ đúng rồi. À, đó bà con xem là đây là cái nhóm nhà của ông cậu năm chùa. Dạ. Đó. Dạ. Nhưng mà bánh mì này là làm bằng gì cậu Bảy? À, cái này mắm ruột ha. Mau kêu bằng mắm ruột là đu đủ với dưa leo ha. À, dưa leo muối, củ cải, rồi tàu hũ. Rồi nhân ấy nữa. À cái này là mình làm nhân vô bánh mì á. À, vô bánh mì là cái này là cái gì? Đu đủ với dưa leo. À. Dưa leo phải không? Đủ dưa leo, tàu hũ, củ cải muối, khóm nữa, có khóm nữa. Ờ nó là tới... nhân bánh mì chay. Nhưng bánh mì chay đó là ở đây cho đồ chay không? Dạ dạ đúng rồi. Vì là quà em... chung là 5 món. Dạ. 5 món là trở thành cái nhân bánh mì. Dạ. Nhưng mà 5 món là cái này được phải không? Ờ này với này nè. Cái này là củ cải muối nè. Cái này tàu hũ nè, tàu hũ công đây. Đúng rồi. Đó, cái này là dưa leo. Dạ. Và con ơi này là dưa leo. Đây là 5 món để dành là làm này là tàu hũ cộng. Nhưng cho bánh mì chay nè. Làm đây là bánh mì. Tàu hũ. Tàu hũ này tàu hũ mình chiên rồi đó ha. Chiên rồi. Tàu hũ này rồi tới này là củ cải muối. Chứ dưa leo. Dưa leo. Chứ đu đủ. Đu đủ với khóm. Khóm. Là cái nhân bánh mì đó là 5 món. Dạ. Với lá nè. Với tàu hũ kỳ lá nữa, mình cũng qua cũng làm nhân luôn. Dạ. Thường một ngày là mình nấu khoảng bao nhiêu nồi mà tàu hũ cô? Nấu bán 4-5 nồi. Dạ, 4-5 nồi ha. Này rồi. 100 mấy 200 miếng. Dạ, rồi mình thường là mình đi bỏ mối ở đâu? À thường đi bán dài chứ bỏ mối ngoài chợ người ta nấu bún riêu á. Dạ. Mà mình bán gạo nhiều hơn bỏ mối không? Này đây khiến tích cho là làm trong ngày làm mới được phải không? Là cái này mình làm ở nhà mình làm là nội nhân công của mình làm mấy người?
bốn ngư. Làm nguyên liệu của tàu hũ đây là bà con xem là bốn ngư trong nhà làm. Dạ. Cái này là gì? Đang à, mình chiên ha. Dầu chiên. À, ăn chiên tàu hũ. Còn cái đó mình làm gì đó? Cái đó đó. Cái đó gà khuôn. À gà khuôn ha, mình đổ gà đặng cho nó đặt lại. Dạ. Gà miếng. Gà miếng nãy mình cắt đó. Dạ, còn cái này thì mình đổ đây nữa cho đặt lại. Rồi mình ra khuôn thì ra này. Oh. Đẹp quá ha. Cái này đây nè, mày quẩy luôn đi cho nó quay luôn đi. Ừ, cậu quẩy vô quẩy nè. Đâu đưa đây đi cái quẹ đưa đây. Có cái máy hả? Quẩy máy hả? Quẩy. Để nước muối đó. Cái nào là thêm để nước muối anh. Dạ thêm nước muối vô nữa cái ha. Này là tàu đậu hũ là mình hòa chung với nước muối. Dạ. Có gì nữa không? Nước muối không ha. Là bỏ chừng 100g muối, 55g muối vậy? Một nồi gì là 50g muối vậy? À, 55 hả? 5g muối. À 5g muối. Ừ, khoảng 5g muối một nồi. Đợi chút chiên. Ở chơi đi đợi chút chiên bán tàu hũ luôn. Còn mua nhiêu miếng? Thấy nhiều đây là công nghệ làm tàu hũ nào bà con mình xem nha. Là một nồi gì mấy lít ta? Nó mấy lít? Nồi 3 kg. 3 kg là 3 kg tính ra nhiêu lít ta? À, cái này cỡ khoảng 10 lít à. Không tới 10 lít. 10 lít nước á, tính ra nguyên liệu 10 lít nước á. À, cái này cỡ 15 lít nước à. 30 lít nước hả? Cỡ 30 lít nước hả? Cái này nó đổ khuôn. Dạ đổ khuôn. Mười lon là 30 lít nước làm qua nguyên liệu tàu hũ nè bà con. Cái này con. Mình để bao lâu rồi mình mới ra khuôn được ta? Nửa tiếng. Nửa tiếng ha. Nửa tiếng cho đặt lên ra khuôn. Bắt đầu nấu thành phẩm là mình quậy lên ra nó như mình mới đổ ra khuôn nè nghe bà con mình xem nha. Coi cái kênh này là của Quang Phạm Cần Thơ. Quang Phạm Cần Thơ đó. Rồi có gì mấy bà con đóng góp chia sẻ rồi xem. Giữa đi. Là một nồi gì có khuôn một á hả? Một nồi một khuôn. Một nồi một khuôn độ khoảng là 30 lít nước. Tổng cộng đậu hũ luôn là 30 lít. Đó đổ ra bồng con rất là đẹp ha. Rồi mình lấy lúc mình lấy sữa là lấy sao ta? Lúc nấu trên đêm mình đang nấu á. Mình đang khuấy nãy đó, khuấy trên lò nãy đó. Mình nêm nếm rồi khuấy trên lò. Lúc đó là ga sữa nành ha, còn mình lúc mình thêm muối là ga ga tàu hũ. Ga tàu hũ. Rồi cái này là mình nấu bằng cái mặt cưa. Ngày hồi xưa là lò chấu, bây giờ là chế lại là nấu bằng mặt cưa. Không, mặt cưa luôn ha, mặt cưa. Đúng, mặt cưa. Thấy nó ngậy hơn ta, ngậy hơn chấu không? Ngậy hơn. À. Rồi mặt cưa này mình mua từ đâu xe về? Ở nhỏ em ở bên đây đó, nó làm... Có cái hãng, có cái xưởng làm công nghệ bên đây nè. Có cái làm xưởng gỗ công nghệ bên đây làm bình bông này kia. Sát bên đây cũng vận chuyển cũng gần bà con về đó ha. Với có nếu mà hết nguyên liệu ở đây mình lên cầu sắt, cầu sắt rồi đi xe lâu về về đây rồi mỗi mình rồi mình chiên tàu hũ đang mà làm mắm ruột. Cái này là chiên tàu hũ để làm mắm ruột ha. Chiên tàu hũ để làm mắm ruột. Không chuẩn bị mà mình làm 600 ổ mì chay nữa. 600 ổ mì chay đó. Rồi chừng nào mình mới vô bánh mì mình vô bánh mì. Bữa gầm. Sáng gầm là bữa 22 tây âm dương lịch. Dương lịch. Bữa gầm gầm tháng 7 á. Gầm tháng 7 âm lịch. Bữa nay mình làm mới mình cho. Thì bữa nay mình làm mới mình cho nè.
chuẩn bị nè. Cái này là chuẩn bị nè quý bà con, cái này mình chuẩn bị là mình làm những bánh mì. Dạ. Bây giờ là chiên cái máy chảo gì gì mấy là mấy đủ 600 ổ thêm. Không biết 50 miếng tàu hũ ha. 50 miếng tàu hũ. Là máy chảo á, máy chảo mấy 50 miếng. Chiên nào chừng nào chừng nào xong thôi không là chiên chừng nào rồi thôi 50 miếng thôi chứ không biết bao nhiêu lượng chảo. Nó cũng làm này công đoạn lắm nha bà con, mình phải chia sẻ mình coi nha bà con ơi. Đây là cơ sở làm tàu hũ mà chiên cho từ thiện luôn nha quý cô chú anh chị. Cái này là chuẩn bị cái nhà cũng truyền thống 600 ổ mì chay nha. Là ông cụ chủ nhà qua đời rồi, cũng mấy chục năm để ở với chùa Cả Vui là gọi là ông Năm Chùa đó. Là bây giờ ông cũng chia tay 3 năm rồi. Lại cho con ha. Chuyện ngày lại cho con để làm chuyện nguyện ở địa phương mình. Đó. Ở đây là tổ 17, 19, tổ 19. Khu vực Long Thành, khu vực Long Thành, phường Long Hưng. Dạ. Kế vật liệu xây dựng Minh Hiền hả? Dạ. Úc Hiền. Là Úc Hiền. Úc Hiền, Úc Hiền là ở gần cầu Thủ Lát ở 50m. Dạ. Là cái tiếng thông là mình vô cống bánh tét luôn. Dạ. Đó. Bây giờ bà ai con có đặt tàu hũ thì có đặt đến hũ. Đây. Đến đây từ phía mày đầu đường thì để tỉnh xá Ngọc Đạt đó. Dạ, dạ. Rồi bà con mình có thích tàu hũ của con ông Năm Chùa truyền thống lại là mình bà con cứ ra đây hỏi là có tàu hũ của con Năm mình bán phục vụ bà con đầy đủ luôn. Yeah, rất ngon ha. Rất ngon, ngon tàu hũ này rất ngon. Làm sạch sẽ rất ngon luôn. Yeah, cái tàu hũ ngon lắm rồi. Sạch sẽ lắm chứ không phải người ta mình kỹ lưỡng ở đây sạch sẽ kỹ lưỡng. Dạ. Yeah. Vì nói chung mình đặt cái chất lượng lên hàng đầu là người ta thích à. Gì đó. Đây là lúc đang chiên tàu hũ nha quý cô chú anh chị. Chiên đang chuẩn bị làm 600 ổ mì chay đang cho từ thiện đó nha. Bây giờ có mặt cưa này nó dễ, nó ngợi hơn. Đó cháu mệt lắm. Mà giờ cháu dùng mình bây giờ là không có. Giờ dùng ở xa không hả? Dạ. Mặt cưa thì một bao nhiêu cô? 5.000 bao. Rẻ hơn cháu hơn nhiều ha. Quá đi luôn. Như tôi bán rẻ. Tôi bán rẻ không có vấn mắc. Dạ. Bán có 3.000 miếng hàng. Dạ. Người ta thì bán 4-5.000 miếng. Còn tôi bán chỉ có 3.000 miếng thôi. Bán rẻ bởi vì ở sớm này ta lên đây thơm ngon không. Là mà làm mình làm cái này mấy năm rồi ta? Mới hơn năm. Hơn năm rồi. À. Là làm rồi, hơn năm rồi. Năm tháng 2, tháng 3 rồi năm kia. Yeah. Là năm rưỡi rồi đó. Làm năm rưỡi rồi. Lại quay mấy hồi ha. Dạ. Yeah. Đây là hãng chỗ tàu hũ này là năm rưỡi ngày hôm quý bà con ơi. Còn cái này là mình làm gì đó? Cái này nước nấu để bắt nước đi. À. Tại vì ở sao chảo không có làm gì thì bắt nước. Dạ dạ. Bắt nước. Đây là cái cối làm ra nguyên liệu nè. Nãy bây giờ mình chưa quay cối nè. Phải không? Cái cối này để quay đậu nành rồi bột quay đậu nành rồi đó ha. Ờ đây nè. Ờ đúng rồi. Đó. Cái cối này mình làm ra nguyên liệu. Dạ đúng rồi. Nó cắt gọn nành ha. Ờ. À. Đầy đủ ha. Ờ quý bà con mình phải xem đây là cái cối rất gọn gàng. Sạch sẽ luôn. Dạ. Đó. Là cái mỗi một cái quặng gì mình được mấy ký? Cỡ 2 ký. Đây cậu 7 con. Cậu 7 giờ thành MC dẫn chương trình là quá tuyệt vời luôn nè. Ừ. Bây giờ là cái này là vô cái quặng này là 2 ký bà con ơi. Là 2 ký nó là bao nhiêu lon ta? Hai ký chắc có 2 lon không phải đâu, 1 ký 3 lon không, ký 4 lon hả bà, 8 lon ha. Cái quận này khoảng 8 lon, cái quận này 8 lon nè bà con. Đi con nhớ 6 lon mà ta một thường 3 lon lít rồi. Cái này 10 lon nè. 3 ký là 10 lon. Dạ dạ 10 lon. Dạ
Là mình làm một lần gì là có 10 lon. Mình vô cái quặng này là có 10 lon. Vô cái quặng này 10 lon. Đó bây giờ đây nè quý bà con coi đó. Đây là công đoạn, đây là cái quặng gì vô 10 lon. Đó, để này là mình quay bằng điện nha, chứ không là bằng máy. Này mình truyền điện. Thì bây giờ mình làm cơ không chứ đâu làm như hồi xưa mà dùng, giờ tay tay sao làm. Hồi đó làm máy dầu này kia ha, bây giờ là mình xài bằng điện. Yeah. Điện cho nó khỏe. Đây là cái máy gì đây nè? Cái máy là máy xịt rửa vệ sinh xung quanh khuôn, quý bà con rửa khuôn, rửa ngay một chỗ cái khuôn này mà là mình đè nó khoảng bao lâu thôi? Khoảng nửa tiếng ha. Nửa tiếng là nó đặt rồi ha. Nửa tiếng là nó đặt rồi. Như cái này là đây. Đây là cái khuôn này mình làm nửa tiếng thôi quý bà con ơi. Nãy ra xong giờ ra nữa đấy ha. Màu quá ha. Là 30 phút là mình trở thành được. Thường ngày là mình ra khoảng bao nhiêu khuôn chứ? Không cần cũng như là mấy ngày gầm mấy nhiêu. Tùy theo cái ngày đúng không? Có gầm là mới có bán nhiều nghe bà con. Bây giờ ngày thường mình cũng bán là bình quân thí dụ chừng 4-5 khuôn đi. 4-5 khuôn. Một ngày bình quân của mình ở đây là mình bán một ngày là 4-5 khuôn. Ngày gầm có thể là lên là gấp đôi. Ngày gầm là gầm lớn, ngày là mình ngày thường là mình phán nhiêu khuôn? Ngày thường ngày này là ngày bình thường là mình 20 khuôn, mình mấy khuôn. Ngày thường là mình bán 5 khuôn này. Nào nghe quý bà con, đây là ngày thường mình bán 5 khuôn ngày này. Thường là khoảng 5 khuôn ha. Một khuôn là 42 miếng. Là 84. Một ngày là mình bán bình thường 84 miếng, một miếng bằng 3.500. 3.000. Đây là lò tàu hũ cho quý cô chú anh chị. Miếng mà bình quân là 3.000. Chuẩn bị để cho 600 ổ. Bây giờ mình cái bình quân 3.000 đi. Chai nha. 3.000 miếng. Thì đây là nguyên liệu để chuẩn bị cho 600 ổ mì chai nha quý cô chú anh chị. Thì đang mình mới làm phần nửa à. Còn làm thêm nữa đó nha. Này là mới làm công đoạn là phân nửa thôi, còn làm thêm. Cái này là mình bao nhiêu thao này mình mới đủ 600 mẫu. Nhưng cho 600 mẫu rồi. Hai thao. Khoảng 2 thao này ha. Giờ mình làm được 1 thao rồi ha, còn thao nữa ha. Còn thao nữa còn nhân. Hai thao này có khoảng là mấy mươi ký ra. Hai thao này có khoảng 40 ký. Một thao gì có 20 ký thêm dục. Mình đổ cái này 20 ký à, không ít đâu. Thang dơ thì có 20 kg. Là hai thao gì là 40 kg nguyên liệu. Là bắt đầu từ mình làm từ hồi nào tới giờ ta? Từ mấy giờ cỡ 8 giờ sáng hay vậy? 8 giờ. Làm từ 8 giờ tới giờ đó ha. Bây giờ 8 giờ sáng làm có thể là tới 4 5 giờ mới xong à. 4 5 giờ mới xong rồi nguyên liệu để chuẩn bị bữa cho bữa gầm tháng 7. Là mà bữa vậy là ngày mai là mình vô bánh mì hay sao, hay là ngày mốt vô bây giờ mốt vô ha. Bây giờ mình làm là sáng mốt mới vô nè. Quý bà con, cái này là hai thao gì có bẩn 40 kg nguyên liệu. Đó để cho làm những bánh mì. Rồi thôi mình cũng kết thúc vô tại đây với cô chú anh chị. Rồi bye bye mọi người, đi các bạn thì máy bay chủ nhà luôn nha. Hẹn bữa gặp gặp lại.